ăn được quýt đấy, mày hiểu không? Đây là quýt, hiểu không? Có phải chó nào đi ăn quýt đâu. Làm sao? Xin. Để xin. Này, ăn thử đi xem ăn được không? Này, ăn đi. Ủa. Ủa. Ăn thật. Em ơi, ăn thật được. Ăn quýt. Ăn quýt nhá. Hả? Đề nghị em là đổi góc máy sang cái đoạn mà nhìn thế nào, nhìn thấy cái mặt của nó ấy, nhìn thấy cái mặt thèm thuồng của nó ấy. Ủa, khiếp, nó nhìn thấy quýt mà này. Này, thật sự là chưa thấy một cái gì trên đời này mật không ăn được cả nhá. Mật nhá. Xin chưa. Thử đơn.
quả quýt cứ như kiểu là tao ăn hết của nội ngoại nhà mày vậy. Này từ nay đến giờ ở đây có bao nhiêu vỏ quýt là mày ăn gần hết đấy, tao mới được mấy miếng thôi đấy. Không biết là nuôi để làm cái gì không biết. Ăn không à? Ngoài cái việc ăn tao không làm được một cái tích sự gì cả. Nhìn cái như kiểu là mình ăn cái của nội ngoại nhà nó vậy. Với cái tốc độ như thế này thì chỉ cần khoảng một lúc nữa thôi là chắc là hết. Thật sự không còn quả nào. Ừ, ghê lắm. Lên đây, nhanh, lên đây. Tin chưa? Như một thằng trẻ con bây giờ đi xin quýt ăn. Một đứa ngồi bóc và một đứa ăn. Đây, mày đứng nguyên, anh đứng nguyên để em bóc ăn. Anh đứng nguyên, anh mặt đứng nguyên. Anh mặt đứng nguyên em bóc ăn, anh nghe em bóc nhanh tay, anh yên tâm. Ê, bóc rồi. Đang bóc mà, bóc mà. Đây, anh đây. Nhìn cái tướng của anh kìa. Đây, anh nửa quả một. Sướng anh nhá. Cuộc đời anh sướng chưa? Đã mang ở đây từ nãy mình ăn hết 5 quả quýt rồi đấy. Từ nãy mình ăn hết 5 quả quýt rồi. Lai lợn, chắc chắn. Con này chắc chắn lai lợn mà. Lên cân mà. Ừ, ngồi xuống, nhanh, ngồi xuống đi, ngồi xuống, bắt. Ngồi xuống, con ngồi xuống đi, ngồi xuống, nhanh, ngồi xuống. Sủa một cái đi rồi cho, sủa đi. Ờ, ta tay đâu. Úi giời, con tay kia. Úi giời ơi, được. Nhả. Chào đến bạn rồi. Chào đến đây, đến đây cho. Có ăn cái là tất cả kìa, quà của cái gì kìa, ra lấy kìa. Quà là để bạn hãy gọi vào đây cho anh. Chắc chắn là kiếp trước tao phải nợ mày một cái gì đấy rất lớn mà đã quá lớn thì kiếp này lớn. Thì kiếp này bây giờ tao mới đang phải hàng ngày hàng giờ dặn như thế này đây. Bây giờ cứ một đứa ngồi bóc, một đứa ngồi ăn nha. Từ nay đến giờ là tao đếm là 8 quả rồi mà đã và vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đây anh mà lên đây. Ngồi đàng hoàng nhanh lên. Nào ngồi xuống. Con ngồi cái thân con xuống. Đàng hoàng. Ngồi cái thân con xuống. Bật ra đây. Nhanh. Con ngồi xuống. Nào, bây giờ một đứa bóc, một đứa ăn. Nào, đây, cứ một đứa bóc, một đứa ăn. Lên đây. Nào, ăn. Đây có thể gọi là một đứa ăn ốc, một đứa đổ bỏ nha. À ui. Lên đây. Đây, quýt này. Bây giờ cái này cũng là quýt mà con. Ăn đi, ăn nốt đi. Này, ăn đi. Tóc. Ai nhỉ? Này, ăn đi. Này, ăn này. Ai nhỉ? Kinh không? Định lừa nó mà ghê không? IQ của mặt cũng gọi là cao phết nhở. Cao hơn lợn, chứ còn bình thường các bạn lợn là cái này ăn hết. Mà đã, các bạn sẽ ăn hết cả từ quýt lẫn là từ vỏ quýt. Bây giờ đây, con cái này con ăn cái nào? Đây cái này, cái hai cái này, ăn cái nào? Ai nhỉ? Kinh không? Tức là từ trước đến giờ đánh giá mặt hơi thấp nhở? Mày cứ nghĩ là con bằng với con lợn cơ. Mà đã, cứ nghĩ là con bằng với bạn lợn cơ, hai bạn là như nhau cơ.
thế đây đổ bên này, cái này, hai cái này, như thế nào bây giờ? Con phết đùa đâu? Đây, hai cái này to, cái này to hơn, ngon hơn này, to hơn, ngon hơn, ăn không? Ngu. Cái này to hơn nó là sướng không? Không ăn thật à? Bao không mệt. Này. Bây giờ nó có quýt lên ngay. Bây giờ nó biết đang cho ăn quýt. Mà đây, lên đây bảo. Đấy. Lên đây. Sủa một cái đi. Sủa đi. Nhanh lên, sủa. Sủa đi cho nhanh. Sủa. Sủa to lên. Sủa to cái nữa nào, nhanh lên. Sủa cái nữa đi nhanh lên. Sủa đi. Sủa to lên. Nhanh. Có sủa không? Đây quýt này mày có sủa không? Mập. Này, cho này nhé. Tình hình là ai muốn ăn thì là ra lấy luôn nhá, lấy phần luôn nhá, chứ từ đây đến giờ là 10 quả rồi. Sợ thật đấy. Còn đây. Chơi hết chục cục quýt. May cho mày là quýt này quýt ở quê gửi lên nhá, chứ không thì mày phải trả tiền tao ngay lập tức. Phá sản. Ăn thế này thì đúng là phá sản con ạ. Được không? Ngoài cái tiền cơm này, đấy tiền hạt này, bây giờ còn tính thêm cả combo tiền hoa quả nữa, trong đấy bao gồm dưa hấu này, quýt này, sầu riêng này, nho, táo, toàn những cái đồ mà gọi là xa xỉ. Ừ, đấy thì ông ăn hết, ông không trừ một cái gì cả, còn đất cát là không ăn thôi. Chưa tính đến coca trà sữa. Chính xác, đúng rồi, còn bây giờ còn thêm cả tiền, bây giờ ăn xong là phải uống nước nữa. Uống đồ uống yêu thích là coca, rồi là thêm cả trà sữa nữa. Chắc chắn là con này kiếp trước nó phải làm một cái gì đó. Ma đói. Không phải. Tức là kiếp trước con này tu được nhiều ấy, kiếp này nó mới được sướng như thế. Đây này, hết mẹ nó rồi, đây này, bên này. Còn toàn vỏ không thì ăn không? Ăn không? Này, ăn đi, vỏ ấy, ăn đi. Đấy. Ngon quá. Không hiểu sao mà cho cái má mà khôn. Thế không biết được.